Sau đây xin nhờ báo gắm khiếu nại giùm em cái đơn hàng này. Đây, xem giúp giùm em ha. Tổng cộng em nhập có 4 bộ thôi, nhưng mà không có gì mà nó tệ đến nước nổi này luôn. Đây, về thì một cái loa nè, bị mớp như thế này nè. Đây, xem giùm em nè. Nè, loa nè, đó, cắn mớp gì đó, biết. Đây, cục sinh hơi nè. Cái phần này là phần quan trọng nè, để cái cánh cho nó quay cho nó ổn định nè, mà nó cũng bị mớp nữa. Và cục sinh hơi này bị lỗi gì đó, không hoạt động được luôn. Đây, xem giúp em này. Đây. Đó, nó không có kêu. Đợi em tí anh. Đây. Thấy không? Đây, nó không có thổi hơi. Ha, là lỗi nguyên bộ luôn. Đó. Đây, cái bộ này là không lỗi nè, bộ này là hoàn hảo nhất nè. Đây nha. Bộ này là không lỗi nè. Đó. Kêu rất là to và ok. Nó cũng có cắn mà cắn một xíu thôi. Đây, bộ này không lỗi, để qua một bên. Còn bộ còn lại. Đây, cũng cắn luôn nè. Cắn luôn. Nó đóng cái hộp kiểu này mà sao mà nó không bể ra được. Đây. Nó kêu nhỏ xíu thôi, do cái hơi ở đây nè, nó phát ra không đủ để nó đánh cái phần trong này. Đây, bộ cuối cùng. Đây, cũng mớp luôn nè. Mớp rồi ha. Mớp rất là méo luôn á. Rồi. Cũng tạm ổn ha. Đó, không đến nỗi gì. Bộ này kêu rất là nhỏ luôn, chắc do nó mớp nhiều nè. Nè, nó kêu thấy ghê luôn à. Rồi. Xong nó cắn vô trong này luôn nè, không kêu nữa luôn nè. Đó. Rồi khiếu nại giùm em nha. Tổng cộng là như là khoảng 2 bộ lỗi. Bộ này lỗi nè, mà lỗi cục sinh hơi nè. Bộ tiếp theo nè, đây. Loa bị mớp nè. Và cục sinh hơi không hoạt động được nè. Cục này thì hoạt động được nhưng mà phát hơi ra rất là nhỏ. Rồi, khiếu nại giúp giùm em nha.